Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh ha. Rồi, hôm nay thì đến cái bài kiện của chị Thủy, địa chỉ ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để chị Thủy qua giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống, mai ghép giống cúc kem nè, cúc cam nè cô chú anh chị ha. Siêu âm Sài Gòn, siêu âm Bình Lợi cô chú anh chị ha. Những cây nói chung là khủng cô chú anh chị ha. Bây giờ cô chú anh chị mình sưu tầm mình cho Tết 2025 ha. Đầu clip thì cô chị Thủy có lên một cây nhỏ nhỏ và gọn gọn cô chú anh chị ha. Giá cũng hữu nghị, cô chú anh chị mình xem được mình ủng hộ ha. Không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Thủy ha, để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chị Thủy ơi, chào cô chú anh chị giùm em chị ơi. Rồi hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Rồi. Thì hôm nay đến với kênh thì em lên giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai để mình về chơi Tết năm 2025 anh cô chú anh chị. Rồi. Đó, đầu clip hôm nay thì em giao luôn là mã số 1B nha. 1B, 1B là một cây cúc kem nha cô chú anh chị. Đó, một cây cúc kem sữa dáng bay nè, quá đẹp luôn. Thân lắc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Nút nụ khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Nè, cúc kem nha. Thân lắc nè. Nút quá trời nút nụ luôn á cô chú anh chị. Rồi, cho xin tham số cái này luôn á chị. Cái này thì em đo trên cái cổ trước lên đây nha cô chú anh chị là mình được có 13 nha. Cái dòng cũ của nó dưới này là mình được là 35 nha. Cái mấy bao ghép nó là cô chú anh chị ha. Nó liền, nó bồi chản hết trơn cô chú anh chị ha. Để ghép vào mùa dữ lắm nha. Chiều cao là mình được là 69 nha. Rồi. Tán ngang là mình được 120 ạ. Rồi. Rồi một cây đầu clip hôm nay thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 1.700.000 thôi nha. Rồi, đợi cái uống ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 2B nha cô chú anh chị. Rồi. 2B đây là một cây cúc cam nha. Rồi một cây cúc cam cô chú anh chị ha. Rồi, cái tàn quá trời đẹp luôn, hàng bonsai trung của chú anh chị ha. Cúc cam mà nó có nụ như vậy là ngon á cô chú anh chị. Lên nụ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cái củ này cô chú anh chị ha. Rồi cái củ. Rồi cho xin thông số cái này luôn hả chị. Hoành tại điểm này là mình được 26.5 em tính 26 nha. Rồi. Tổng cái củ tròn nó là mình được 57. Rồi, đây cái nụ nè cô chú anh chị ha, cái nụ nè. Quá trời luôn nha. Mỗi mắt lá luôn rồi cô chú anh chị ha. Hầu như gần mỗi mắt lá luôn á. Chiều cao là 86. Cây này tính này nở màu cam cà rốt á, kẹo kéo cây luôn á. Tán ngang là 113. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cả nhà mình chỉ là giá là 3.500.000 em bao phí ship nha. Rồi 3.500.000 ha. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 3B. Rồi. 3B đây là một cây siêu bông Sài Gòn già mùa nha. Đó. Cây trời ơi. Tài, quá đẹp cô chú anh chị ơi. Đẹp luôn ha. Cái lô này bao đẹp nha cô chú anh chị ha. Từ tàn tới thân tới đế cô chú anh chị ha. Nút nụ cũng đẹp luôn á cô chú anh chị. Nguyên cái bè cũ quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Hai cành ngon lành luôn nha. Rồi cho em xin thông số cái này luôn ha. Đó cái hoành cái dưới này đi chị. Luồn cái này. Hoành tại điểm này là được 24 nha. Rồi hoành 24 nha cô chú anh chị. Tàn ok lắm. Chiều cao là 110. Rồi. Tán ngang là 125. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 3.200.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 3.200.000 cho cây này. 3.200.000 có một cây siêu bông Sài Gòn già mùa quá là đẹp luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi, mình đợi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 4B là một cây cúc thợ hương nha cô chú anh chị. Cái tàn cũng tàn bự lắm nha cô chú anh chị. Cây bự chảng luôn á. Cây này cũng là hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này cái đế quá dữ lắm quá nha cô chú anh chị ha. Cỏ quá trời luôn em. Dễ bỏ điều gan em chưa luôn. Chưa có nhổ cỏ luôn á cô chú anh chị. Cây siêu quái luôn cô chú anh chị ha. Và chấm xin thông số cây này luôn ha chị. Hoành tại điểm này là mình được 29 nha. Rồi, hoành 29 ha. Trời nút ngủ nè. Chùm chùm luôn cô chú anh chị ha, thọ hơn nha. Chiều cao là mình được 128. Rồi. Tán ngang là mình 1m30. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi, đợi cây luôn ha.
Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 5. Rồi. 5B nha cô chú anh chị, 5B. Đây là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Ôi. Cây này cái tàn quá đã luôn cô chú anh chị ha, cái vàng đế cũng khủng khiếp cái vàng đế luôn cô chú anh chị ha. Cây này nốt nụ đồ lên hết trơn rồi cô chú anh chị ha, lên nụ nè, nhánh con rồi lên nụ hết trơn rồi ha. Cây này thì hàng già mùa cô chú anh chị. Nguyên cái cũ quá trời cái bè cũ luôn cô chú anh chị ơi. Ôi nè, nhìn bè này đúng phê luôn cô chú anh chị ơi. Nhìn bè này ta nhìn đúng phê luôn á. Hai bè luôn cô chú anh chị ha. Cây này do cây lớn á cô chú anh chị ha, hàng giá trị cao ha. Em quay từ từ cô chú anh chị mình thông cảm ha, chịu khó xem giùm em nha. Cây thân lắc cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ha, và bo cực kỳ già luôn, cái tai cành. Rồi, cho em xin thông số cây này luôn ha chị ha. Rồi, cái bài này cô chú anh chị lên cái chậu, lên cái chậu dĩa một cái nhìn đúng đúng phê luôn cô chú anh chị ơi. Hoành thân tại điểm này là 29,5, em tính 29 nha. Hoành 29 nha cô chú anh chị ha. Cái ổ cái cũ. Quá trời quá cũ luôn. Cái cũ nó là mình được là 66. Luôn vô cái lỗ đó là cái cũ đặt đi. Đó cũ đặt hả? Luôn vô cái lỗ nè. Ừ, đó cái cũ đặt đi. Đúng rồi, cái cũ đặt. Đây là cái cũ đặt mình là được 60. Cũ đặt là 60 nha cô chú anh chị, hồi nãy nhích ra đây chút nó lên 6 xăng nè. À, rồi đo cái bệ cái dòng cũ dưới này. Cái dòng rễ, bệ rễ rồi, cái bệ rễ của nó ha. Cái bệ rễ của nó là mình được là 94. Rồi, đo giùm cái chiều sẫm. Chiều sẫm nó là mình được 22. Rồi, chiều sẫm cao lên đây là 22 nha cô chú anh chị ha. Cũ đúng phê luôn, cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi cái này mình giao lưu như đây chị. À, cái cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 5 triệu đồng 5, bao ship cho cây này luôn ha. 5 triệu là mình có một cây nhị ngọc toàn quá đẹp luôn. Rồi ok luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6. Tiếp 6B. Theo mã số 6B, đây là một cây nhị ngọc toàn toàn thông nha cô chú anh chị. Đó, cây này là già mùa nè. Ừ. Cô chú anh chị mình có thể thấy từ ngoài sau luôn cô chú anh chị ha, là vườn chị thấy còn rất nhiều cây tàn thông và rễ cực kỳ vip. Giá cũng rất là ok luôn cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị mình muốn mua sỉ về bán lại thì mình cứ alo cho chị thấy ha, có giá sỉ cho cô chú anh chị mình hết nha. Rồi, nhị ngọc toàn luôn hả chị ha. Đây cây nhị ngọc toàn. Nó qua trời qua đất luôn. Cây này tàn thông rất là đẹp nha, dày tàn tàn cực kỳ vip luôn. Cho thông số cây này luôn hả chị. Hoành thân là 21,5, em tính 21 ạ. Rồi. Nó tàn dày đẹp. Chiều cao là cái này mình là 1 mét, chắc cỡ 1,5 mét quá em đo không tới, em tính 1,30 mét đi cho dễ đi, thả dư dễ. À, tán ngang là được là 120. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3,200,000 nha cô chú anh chị. Rồi 3,2 triệu ha. 3,2 triệu là có một cây nhị ngọc toàn quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 7. Rồi. 7B nha cô chú anh chị. 7B đây là một cây siêu bông bình lợi nha. Cây dáng dáng bay nha cô chú anh chị ha. Hả? Clip này sẽ có là hai cây dáng bay cô chú anh chị ha. À. Hổm có anh nào rồi dán bay ha, nay em được một cây nè. Quá trời. Cây này thì cây dán bay này quá trời luôn. Rồi. Quá trời xịn soạn luôn, nút nụ khủng khiếp. Cái này có một cái này nè cô chú anh chị, này không phải bệnh gì nha. Đó, tại vì nói chung á là bình thường bên kia thì có cái vàng lưới nó giảm nhiệt ha cô chú anh chị ha. Ngày nay đem qua bên đây để bên giường để á, không có vàng lưới ra giảm nhiệt á cô chú anh chị ha. À, nắng mưa quá, bắt đầu nắng quá cái nó bị táp, nó cháy một số lá nữa ha, chứ không sao nha. Nói chung về nụ thì vẫn chất lượng bình thường cô chú anh chị, cây vẫn mạnh khỏe bình thường ha, bao đảm bảo cho cô chú anh chị mình nha. Rồi cái xin thông số cái này luôn hả chị. Trời ơi cô cũ quay bộ đế cho coi trước à, trời cái đế. Rồi thông số luôn đi chị. Cái này là em đo thuốc trên cái cổ chỗ cái mắt ghép ngang cô chú anh chị. Rồi. Hoành thân tại điểm này là mình được là 26. Rồi. Có tất cả bá luôn. Rồi. Cái này thì em đo tán ngang và chiều dài nha. Chứ chiều bay với tán ngang thôi. Chiều cao chứ nó lùng, nó cũng lùng chứ nó không có cao cô chú anh chị ha. Cái tán bay nó chắc cỡ 1,6 m nha cô chú anh chị. Thước dây nó còn được khúc. Tán ngang của nó là 1,20 m. Rồi.
Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 3 triệu rưỡi thôi nha cô chú anh chị. Rồi, 3 triệu rưỡi được một cây siêu bông bình lợi dáng bay quá trời đẹp luôn. Đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 8B. 8B đây là một cây siêu bông Sài Gòn dáng bay nha. Đó, cô chú nào anh chị thích bay thì lấy cặp bay này thì quá đẹp, cây Sài Gòn, cây siêu siêu bông bình lợi luôn. Rồi, một mẫu nè. Hoành thân tại điểm này là mình được là 23,5 thì tính 23 nha. Rồi. 8 ngang nó là được 85. Cái chiều bay của nó là mình là 1m37. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.700.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 1.700.000 ha. 1.700.000 là có một cây siêu bông Sài Gòn dáng bay quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 9B. Tiếp theo mã số 9B, 9B đây là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Đó, 9B, đó, cây này cũng già mùa cũng đẹp lắm nè cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Không số luôn ha. Hoành thân tại điểm này là 25,5 em tính 25 nha. Dạ. Chiều cao là 82. Rồi. Tán ngang là 107. Rồi. Rồi cái này giao lưu như đây. Cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 2 triệu bao ship luôn ha. 2 triệu là bao ship cho cô chú anh chị em mình luôn. Cây rồi, cái này cuối clip luôn ha. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào thì ủng hộ giúp vườn nha. Thì em rất là chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em mình nha. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.